Ok thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình ha. Thì hôm nay thì mình có gì mình nói thì các bạn có hơi thông cảm tí, tại vì lâu lâu mình sẽ có cái tiếng. Đâu phải là mình cố tình mình làm vậy, là mình vừa mới uống sinh tố xong, và cái sinh tố này sinh tố mãn cầu á, nên vô miệng mình giờ nó cứ ngứa ngứa, mình phải làm vậy chứ đừng có nghĩ là mình giống như cái thằng nào mà mới hung hung vào cái điện thoại nha. Đéo, nó ngứa mà tự nó cứ dính dính mà khó chịu thật sự luôn. Ok thì bây giờ thì mình vào vấn đề chính nè. Bây giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn là lại hai cái phần mềm mà dùng để farm card Steam vậy đó. Bởi vì có nó một phần là nó hai cái phần mềm này nó thay đổi đường link rồi, nó làm cập nhật mới quá đó, nên nhiều lúc mà nhiều bạn không biết cái đường link nó ở đâu. Mình thì đâu phải cứ lâu lâu vào có thấy cho cái là cứ nhắn cho các bạn kêu mời cái đưa link cho các bạn rồi chỉ cho các bạn được, mình mệt mỏi quá nên mình sẽ làm lại luôn. Thậm chí hiện tại thì hình như là mình mới đây cũng có một bạn là vừa mới hỏi luôn sao không có ngồi đó nè. Bạn này thì ghi rõ là we don't have anything in the, là nghĩa là tức nghĩa là bạn có game đâu mà bạn có, đúng không? Thì đó thì mình có hỏi là có coi mình đưa đâu mà rớt kẹt, thì đúng rồi thì nó nói dạ không có, thì em phải ngồi tìm game để rớt kẹt. Thì đúng rồi, phải có game thì nó mới rớt chứ, còn không có game nó cứ rớt ra, bạn cứ bán bạn lời sao? Cái đó mới là cái vô lý luôn á, vô lý thật sự. Cho nên bây giờ mình sẽ làm lại và mình nói kỹ lại những cái gì mà bác bạn cần luôn đây nè. Cái thứ nhất quan trọng nhất là bạn phải mở market ra rồi, hiểu không? Rồi vậy đi, mở market này ra để cho nhiều lúc để nó không phải là mở market mà là bạn nạp tiền vào rồi đó, thì nó sẽ mở cái market của các bạn ra và nó mở cái limit, những cái limit này đã từng giới hạn ở trong cái account à, của các bạn đó, ví dụ là những cái thẻ như thế này cũng vậy nữa. Rồi cái thứ nhất đi, cái thứ hai là các bạn, cái quan trọng nhất nãy mình cũng nói rồi đó, các bạn phải có game nào mà nó chưa có rớt kẹt. Ví dụ như mình là đây House Flipper nè, còn hai kẹt chưa rớt, trò gì hentai vậy nè còn bốn kẹt chưa rớt đấy. Thì còn những cái game á mà nó khi là không còn kẹt nào rớt nữa đó, là nó không còn rớt nữa. Mà tại sao nó không còn rớt thì mình cũng giải thích ở trong đây luôn, đó là mỗi cái bet date nó không có rớt hết cho các bạn. Ví dụ cái bet date này nó có 8 thẻ thì nó chỉ rớt cho khoảng 4 thẻ thôi, phân nửa trong đó, và 4 thẻ còn lại là bạn phải tự bạn đi mua, nó không có cho bạn hết. Những cái thẻ này nó rớt ra là ngẫu nhiên nữa, nghĩa là nó có thể là ba cái thẻ trùng nhau, hai cái thẻ trùng nhau, hay là xui là bốn cái thẻ trùng nhau luôn, là bạn phải đi kiếm 7 cái thẻ còn lại. Còn mình là đây là hên đã ra bốn cái thẻ khác nhau luôn rồi nè, và thấy chưa, nó sẽ không bao giờ nó rớt nữa, và bạn cũng đừng bao giờ mong là nó sẽ rớt nữa, vậy thôi. Còn cái gì nữa, và để chỉ có một cách để có thể có được thẻ đó là mua, hoặc là các bạn vô đổi game rồi xong cái bạn mua mấy cái bet này thì xong nó sẽ tự động nó sẽ mở ra ba thẻ ngẫu nhiên cho các bạn, có khi là thẻ phôi nữa thì thôi. Mà cái đó là nó không có nằm trong đây, mình không có nói. Rồi thì mình cũng đã quay lại hai cái phần chính nè, đó là hai phần mềm chính mà dùng để farm card phổ biến nhất hiện tại, và các bạn cũng đừng nghĩ là nó sẽ ban các bạn hay là cái gì, tại vì phần mềm này là nhiều lắm và Steam nó cho phép hỗ trợ cái này, tại vì không ai rảnh mà ngồi chơi những cái game mà kiểu như là những cái game mà người ta mua cho có đó, để người ta rớt cái thẻ đó ra đó, người ta không có rảnh người ta chơi để nó phải rớt thẻ, hiểu không? Cho nên là nó sẽ có cái phần mềm này để nó cho phép để bạn có để nó hỗ trợ các bạn. Đầu tiên là cái dễ nhất là cái Indo. Khi bạn vào chơi đường link này, mình sẽ để đường link này dưới mô tả luôn. Lúc mà các bạn vào cái link này rồi đó, thì để trường hợp là sau này thì các bạn nên ấn vào cái last date release này đấy, bởi vì nhiều lúc nó cũng không, cái bảng này nó cũng không còn thích hợp nữa đó, nhưng mà nó có cái chữ last date release ở đây là nó sẽ đưa link cho các bạn tới cái bảng mới nhất luôn, thì các bạn tải trong đó. Giống như Indo nè, nó ở đây thì bạn phải kéo xuống ở đây nè, bạn tải cái dòng zip này về đó, khá là nhẹ. Trong khi đó thì bạn có thể tạo một cái folder ở ngoài desktop. Đây ví dụ như mình là có cái folder ngoài desktop ở đây. Mình sẽ đưa cái Indo này vào. Đó, bạn giải nén nó ra. Khi mà giải nén nó ra đó thì nó vào các bạn là xài được luôn.
nó sẽ hiện lên cho cái phần này. Đó, nó bắt các bạn đăng nhập nè, các bạn nhấn sign in. Thì nếu như mà các bạn đã từng đăng nhập trên web rồi đó thì nó sẽ tự động nó vào thẳng cho các bạn luôn. Đó, nó vào thẳng cho các bạn thấy không? Rồi ấn gì cả. Đó, và nó đang đọc cái bed date của mình. Là mình nó đang đọc mình có 4 cái bed date nè. Đây, nó sẽ còn 2 game còn lại và 6 kẹt còn phải rớt nữa, nó sẽ ghi rõ ra luôn và thời gian để nó check để nó rớt thẻ ra đó. Rồi, coi như là Indo là xong nha, Indo nó dễ nhất. Chỉ là đợt trước mình không khuyến khích các bạn là tại vì nó lỗi nhiều quá thôi. Cái thứ hai đó là cái gì nữa mình quên bả rồi. À đây, cái Archi. Thì đặc điểm của Archi đó là nó có thể cày được nhiều ặc cùng một lúc. Đó. Nó có thể cày được nhiều ặc cùng một lúc cho nên các bạn có thể ngồi bấm, có thể là nếu như các bạn mà kiếm được nhiều game rác mà game free đó mà các bạn muốn lấy thẻ về cho cái ặc chính này đó thì các bạn có thể sử dụng Archi. Đây là mình kiếm những cái hệ điều hành của mình nè. Mình thì đang xài Win nè, 64 bit nè. Mình nhấn vào Win. Không hỗ trợ 32 bit nha các bạn. Đó, từ cái này là không hỗ trợ 32 bit là bạn nào máy tính 32 bit chơi xuống là coi như là không được á. Mà thời này rồi mình nghĩ là ai còn xài 32 bit. Đúng không? Máy nó đâu phải giống như ngày xưa còn yếu nữa đâu. Giờ mặt bằng chung máy cũng 4GB RAM hết rồi. Nào nhanh lên nào. 32-30 bằng cái bài nhạc. Đây, vào thằng Archi. Giải nén nó ra. Đó, và khi mà các bạn vào phần này xong thì chưa chắc là xong. Archi thì các bạn còn phải một cái bước nữa gọi là dùng để tạo một con boss. Và con boss này nó nghĩa là gì? Là bởi vì nãy như mình đã nói là nó sẽ gồm nhiều ặc khác nhau. Cho nên để một nên các bạn phải mỗi cái tài khoản đó là các bạn phải có một con bot riêng. Ví dụ như là nếu là mình là tên là gì đó. Đó thì là mình phải nhấn là bot và mình đánh số ở đây. Làm cho hoàn hảo. Đó thì sau các bạn đánh tài khoản ở đây bla 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 gì đó, mật khẩu bla 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 gì đó và cái dòng này chắc cũng không cần đâu, các bạn enable cái này lên và các bạn tải về. Đó và nó sẽ về một cái con tên là đây là con boss thứ nhất nè. Đó này là áp dụng cho bạn nào mà nhiều boss thôi nha, chứ bạn nào chỉ có một cặp thì thôi cứ đánh cái gì tên cho các bạn nào dễ nhận biết đó đó. Mình thì cứ tải đại đó thôi chứ mình là đang có sẵn cái con đó rồi. Thì mình sẽ nói chung bạn tải về xong nó sẽ ra cái chi sinh này nè. Các bạn ấn vào cái chỗ Archi hồi nãy, các bạn vào phần config. Và các bạn nhấn dán nó vào đây. Thì khi mà dán vào xong á thì coi như cũng xong rồi đó. Nếu như các bạn nào nhiều các bạn có thể quẳng một đống con boss vào đây cùng một lúc. Và sau đó nhấn chạy. Và đợi xíu để cho nó kết nối nó đăng nhập lại á. Mình thì cái mạng Viettel chỗ mình thì nó điên mà. Đó nó sẽ cần lại vào đây không? Đó nó đang đăng nhập đó, nó sẽ cần cái mã của các bạn nè để mình bấm. Đó, nó sẽ vào được cái ặc của bạn rồi và nó sẽ check cái bad date của các bạn. Nếu như mà các bạn nhiều ặc thì các bạn cũng phải đồng nghĩa bạn vì các bạn cũng phải ấn mã nó liên tục nha. Bạn nào cũng phải đầu giờ cũng phải đầu tư lắm á, giờ nó siết luật rồi, bạn nào cũng phải đầu tư lắm mới nhiều ặc á. Mà mình nhắc một ặc này trước đi. Đó. Thì khi mà xong thì nó sẽ đang check check cái bad date của bạn nè. Nghĩa là nó đem mình để đang còn khoảng 2 game, 5 thẻ nữa là còn sót lại thấy không? Hồi nãy mình chạy chơi mà nó cũng rớt ra thẻ nè. Mà rớt ra 3 thẻ luôn rồi. Sắp phết mẹ thẻ luôn rồi đó. Rồi coi như xong rồi đó, là coi như là giờ các bạn cứ bấm lên để bạn xài thôi. Những lần sau các bạn cứ ấn lên nó cứ nhớ con bot của bạn rồi bạn xài thôi, khỏi cần tạo mới nữa. Nói chung nó đã nhớ rồi thôi. Ok thì clip của mình cũng ngắn vậy thôi ha. Thì nếu như bạn nào mà còn thắc mắc á thì còn làm một thứ gì đó nha, mình nhấn lại luôn nha, là những bạn nào mà còn có những thắc mắc á mà nếu như các bạn check kỹ hết rồi đó là các bạn làm y hệt mình luôn nhưng mà các bạn lại không có đó thì các bạn mới hãy comment và kiểu như là để hỏi mình xem là nó có đang bị lỗi nữa hay không á, tại vì
ai biết được rằng có thể là khoảng chừng 6-7 tháng sau thì nó đường link lại thay đổi thì sao, cho nên mình cũng phải cũng nhờ các bạn lắm á, chứ nhiều lúc mình cũng không có rảnh để mình cày thẻ này lại đâu, cho nên nhiều lúc mình không có biết được á, nên có gì cũng phải xin trông cậy vào các bạn hết á. Các bạn cũng giúp mình cũng sẽ giúp lại cho các bạn, mình cũng sẽ cố mình giúp sao cho được cho các bạn. Ok thì cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.